Xin chào cả nhà. Bữa nay chiều chồng mình nè, Vinh. Chào bao trước không? Ăn gì vậy? Trời. Rồi hôm nay mình sẽ đi nhà ông nội và nội. Tại ba đi làm cái gì trong ông nội mới cắt cỏ gì á. Sao ông nội bà nội mới mua máy cắt cỏ mà ba đi đi chỉnh cho ông nội bà nội quá. Rồi mình sẽ đi thăm. Mình theo đi đi nhà ông bà nội chơi luôn ông bà cô chú ơi. Chứ bữa giờ về cũng không đi nhà ông bà nội. Bữa giờ là ông nội bà nội đi nhà mình thôi. Ông bà nội tới đây thôi chứ nhưng mà thường xuyên nào ông bà nội tới đây thôi á mình có ít có đi nhà ông bà nội lắm. Chừng nào có chuyện gì á thì mình mới tới thôi cả nhà. Tại vì ông bà nội thường xuyên tới cho nên mình ít có đi đó. Bây giờ ha mình chuẩn bị đi, mình đang trên đường đi ông bà cô chú ơi. Chồng mình làm về cái xong đừng đừng kêu đi đôi đi hết à. Cái xong rồi mình đi về xong rồi mình mới ăn uống, mình chưa có nấu nướng gì hết trơn á. Chồng kêu đi cái đợt đợt đi hết luôn. Ông bà cô chú ơi, giờ này là 4:13. Ừ. 4 giờ mấy không cả nhà? Chồng. Ba phải làm việc nhanh cho mình về nhanh ăn cơm sớm. Tại con chưa ăn cơm trễ. chị hai là quan niệm là phải ăn cơm sớm không bà cô chú ơi. Không giống ăn sớm, giống ăn. Bây giờ đi đi chừng nào tới nhà ông bà nội quay, ông quay nhà ông bà nội cho cả nhà xem đâu lắm mà cũng không có tới nhà ông bà nội. Ba chạy xe. Sắp tới ông bà chú ơi. Ngừng lại đi vô nhà ông bà. Không ăn hả? Nói sao không có chừa cho bà nội coi vậy? Trời ơi, bà nội thôi thả hem chết luôn. Không thích ăn. Dọn, đừng có làm gì nó dắn. Ông bà nội cay chết luôn. Dọn tiền, không ăn lâu sợ. Vì không ăn, ủa, đi làm sao? Ủa, phải cô đi đâu hả? Đây được mấy em á, nổn mấy em á. Hả? Nổn mấy em á, đợi đến em. Ủa, em mạp. Ơ, bê biết lên đi. Tới rồi cả nhà. Mà chắc đi ông bà nội cướp đi con để lên đi vô nè, đi anh nhắc ai đi vô cướp cướp đi vô ông nội nè, đi sao mày dắt đi không cướp đi ông nội nha, đi đâu vậy? Đi không nè, không chắc không chắc ơi không nè, đi vô nhà kìa, đi vô nhà ông nội kìa, ông nội cho kìa. Ủa cướp cướp để tới đây đi. Để lên. Cướp. Đi, gô phá phá kìa. Gô phá muộn kìa. Cướp. Đi nè, đi vô đây nè. Ủa xe tối, chạy. Chạy ông bà cô chú ơi, con chạy. Chạy đi vô. À, đi vô. Đi vô nè. Cướp. Đi vô. Té. Đi vô. Nói rồi, ăn cay, nếm một. Thôi, em không chịu đâu, đi vô. Dạ kìa. À, cho em đi vô. Dạ kìa. Đừng có làm em, để em tự đi thôi. Thôi, em không muốn ăn thôi. Đi vô đây nè, dắt hay không dắt. Coi đi cái tướng trong ông già không ông bà cô chú ơi. Dắt hay đếm nè. Đi cái tướng trong ông già quá ông bà cô chú ơi. Đi nè, không nè, dắt không nè. Dạ kìa. Trời ơi, thôi đừng có cho em ăn kem đó em khát nước á. Dắt hay không nè, dắt không nè, đi vô nè. Ôi mới lại tới đi vô đục kem của ông nội ăn à hả? Ủa má bà, đi vô bà ha. Trời ơi đứa tới cái đứa cây kem. Hả? Hay, đi vô hay pha phụn đấy. Hay pha phả? Không, chắc không. Trời ơi, em ngơ ngác rồi, em vui quá ông bà cô chú ơi. Đi vô, đi lên, lên được không? Lên được không? Hả? Đi lên nè. Đi đâu vậy? Đi giống già quá vậy? Tại nó mang dép. Mang dép không mấy gì quen á. Cấm. Rồi coi đi à, coi đi cái tướng nha. Mẹ dây dắt đi xuống. Trời ơi, cái sân cỏ của ông nội tiếng này đẹp quá vậy. Sân cỏ có đẹp. Đi tới tay bộ đồng một coi.
này sai trái luôn rồi cả nhà ơi. Trái rất là nhiều luôn. Nó chưa chín đâu, nó còn nhỏ. Ủa trời, ăn trái xanh xanh coi coi nó chua, chắc chua đã luôn, chua chua té đái quá. Bây giờ thua lịch ta. Làm dính mặt em dữ em. Trời chua dữ á. Dọn, dọn, không có giỡn vậy. Ăn đồ mới giờ. Làm dính mặt em tùm lum mà. Dư. Ủa chua dữ vậy trời. Em trái nữa coi. Dây không? Con hái đây, con ăn thử đi. Trái là chua. Nhưng mà nó chín nha. Trái này nó chín nó ngọt lắm luôn cả nhà. Nó chín nó rất là ngọt. Nhưng mà nó sống thì nó chua dữ lắm. Mẹ cho Dắt ăn xíu xíu coi cái mặt của nó. Quay bên tao. Chua lắm. Nó chưa chín cả nhà. Năm nay nó sai trái quá trời luôn. Nó quá trời trái. Trái nhiều lắm luôn á. Nhưng mà nó trái nhiều quá thì nó sẽ không có. Nó không có bự cả nhà. Mình đi xuống đây coi coi có cái trái màu trái cái gì á. Mẹ ơi mẹ ơi. Đây. Đây nè cả nhà. Ở chỗ nhà của ông bà chồng đặc biệt là cái sân đất rất là rộng. Hay má bà. Oh, now you the film má bà. Oh. Plukat jättemycket svamp. Oho. De har plukat. Och mycket svamp. Korgar. Hela skogen är full av svamp. Har du nyssam här? Di då där? Hör bara nói đi chỗ nào? Mamma frågar var. Överallt här bakom svampens hus. Oh, och så svampens hus. Okej, okej. In i skogen och här. Oh. Go, go some svampens hus. Have him mass. I skogen. Oh, ja. Överallt. Ja. Två korgar kommer, två stora korgar. Åh, så mycket är mamma. Så mycket. Wow. Yeah, good. Sam, you get it to what then? Det är farligt att gå i skogen. Man kan gå vilse. Jo, det är en det. Ja, skogen är farlig. Går ngắn. Un. Yeah. Ja, un, ja. Ja, un så mycket, mamma. Nej, inte så mycket. Ja, dit då, ha? Vildsvin. Och pappa, det är pappa, hamla. Så du kan komma, jag kan svarta. Pappa, det är. I skogen, Håkansson. Han är 86 år. De är i skogen. Håkansson är med grävmaskin. Och 86 år gammal. 86. Ja, 86. Okej. Ha, từ khi ông nhà chồng mua con ô tô mốt ra cả nhà. Con ô tô mốt bự lắm. Ừ. Mà ha hồi lần kia năm kia hả? Đâu năm nay mà mới mua năm nay thôi. Cậu tôi mất, cậu tôi rất mảnh bự, nó cắt cái cỏ. Bây giờ ông và chồng khỏi cần phải chạy xe cắt nữa cả nhà. Nó cắt đều thấy sợ luôn. Cái sân ông bà và chồng nó rộng. Họ mình cái này inte bra. Ja. Ta med kärlek. Ja. Cancer. Cancer. Nó chơi grannen. Ba mẹ nó cắt. Ừ. Ồ, giữ dắt nha, mẹ đi xuống đây á. Sân của ông bà và chồng rất là rộng luôn. Mà cái căn nhà nhỏ nhỏ này nè cả nhà. Là ông bà và chồng cho cái ông đó nó thuê một tháng là mấy ngàn gì đó. Là mùa hè đó. Ổng ở tỉnh xa đó, nhiều lúc người ta thích cái tỉnh này á, người ta giống như là đi dã ngoại vậy đó cả nhà. Ổng thuê tháng 2-3 ngàn gì đó. Rồi ổng xây lên giống như mùa hè á, thì ổng ở tỉnh khác ổng làm á, mùa hè lượt semester đó, nghỉ hè này kia nọ đó. Ổng về đây cái ổng chơi. Ổng chơi giống như là có chỗ ổng tá túc vậy đó cả nhà, người ta thích ở mấy cái cảnh mấy cái chỗ như vậy đó. Ủa trái ơi. Giống như trái dâu tầm nè. Trái này màu đen nè. Đen nè. Woo, trái này trái gì vậy? Trái này ăn được không trời? Ủa trái này trái gì vậy? Ủa trái này nhiều dữ đi. Ủa trái này quá trời nè cả nha. Trái gì nữa, ăn thử coi. Ngọt ngọt nha cả nhà. Ngọt ngọt mà không biết ăn có bị gì không.
Trái quá trời trái. Ngọt ngọt, cái mùi thơm thơm. Mấy anh đi đâu kìa ta hả? Cô ơi, trái đó nhiều quá trời luôn nè. Cái gì vậy cái gì? Vart är de andra? Det är this krusbär coming white, det är svartare. Samma vimbär, one white, one. Det är några. Titta, one. So. Cây này màu trắng nè. Cây này màu tím. Det är gott. Bà vợ chồng mình nói rừng, trong rừng người ta đi hái nấm nó quá trời luôn cả nhà. Nó hái gần hai gỗ sách. Mình hỏi cái chỗ nhà của anh chồng mình ở xung quanh cái chỗ đó rừng có không? Bà vợ chồng mình nói có nhưng mà sợ có con rắn á. Không biết thì thôi. Nó chín quá trời vậy, nó ngọt á. Bắt hem. Thôi. Con tôm nó làm việc nè cả nhà. Hồi bữa ông mua con này á, là ông bà chồng mình nó mua cái chạy rồi chiếc xe chạy cắt mới nổi cho nhà. Tại vì cái sân nó rộng lắm cho nên phải chạy bằng xe. Bây giờ có cái, mua con này nó bự nè. Cái con này nó bự gấp đôi con nhà mình á. Nó cắt tối ngày bây giờ khỏi ăn chạy xe cắt. Du får plocka av dem. Jack, var är John? Jack här. John här. Ben. Har du inga reda alls? Ben. Mamma sa mycket svamp, Ben. Ja, mycket svamp. Har en god, titta. Går du? Nej, du får, jag vet inte vart du är. Vi kan gå vilse. Det är bättre att vi kommer när svamp är med. Det finns inga kvar här nere. Cái mùa này là người ta vô rừng người ta hái nấm nhiều lắm cả nhà. Nấm mà ở đây hả, nó mắc lắm cả nhà, ký cả trăm đồng, ký trăm mấy đồng anh, loại nấm mà vàng màu vàng nó ký trăm mấy đồng á cả nhà, trăm mấy là hả, gần 300.000 tiền Việt Nam luôn. Cái này dắt ăn được hả? Trái này ha, nó đặc biệt nó ở trong đó nó ngọt mà cái vỏ của nó thì chua nha. Trái này ăn vitamin lắm á. Trái lắm. Trái lắm có ngon. Dắt nước khoái vậy ông bảo chú ơi. Nước khoái đi vòng vòng à. Trời ơi, đã luôn. Cảnh hữu tình luôn nè. The forest festing à. Ủa quá trời nhiều luôn nè cả nhà. Hả? They endure men they fasting and as some folia. Oh. Can be beaten och få jätteont. Ja. Ont. Och du är bara, det går inte. Ja. Hon kan komma pang. Kom. Och bli sån som jag blev. Du kan bli biten. Svullen. Du vet vad John hur jag ser ut. John. Chùi cái miệng kìa. Trời ơi, con ăn kem mà nó dính cái miệng kìa. Ben, cô thích tà sao mà? Ben, thích tà sao mà? Phải đi phải mà. I skogen. Ja. Med Håkansson. Ja. Đây là mấy cái xe máy móc mà ông vợ chồng mình đi cắt cây này kia nọ nè cả nhà. Để phía bên đây. Bên đây có chiếc bự nữa nè. Chiếc bự quá trời bự. Cắt cây, tỉa cây hay là xe, mấy cái xe cắt cây vô rừng cắt cây này kia nọ, ông bà vợ chồng mình có hết á cả nhà. Bà vợ chồng sắm hết. Để mỗi lần mà cắt gừng của mình nó có đồ nghề để cắt. Đây mình đứng ngay cái chỗ cây đó ăn nãy giờ. Ăn nãy giờ quá trời luôn, nói là vitamin. Đây nè cả nhà. Cái này nè. Ăn nó trong đó nó ngọt ngọt, ở ngoài thì nó chua chua. Mama không hít. Vitamin. Yeah, vitamin good.
Finns det vinbär i Vietnam? Ja. Ja, Vietnam, ja. Ừ, gút má bà ta. Mấy kỳ vitamin. Mà nói ăn đã rồi mà nói nó vitamin. Đi đi vô coi dắt kìa, nó đi giống ông già kìa, nó té lên té xuống nha. Bố ba đi đâu vậy? I don't know. Ồ, ô, cái cây này, cái cây này á nó mà bự một cái, ông già chồng mỗi lần tới là xách cho mình một bịch, mỗi lần tới là xách cho mình một bịch. Bây giờ em không muốn cho ai nắm tay hết trơn nè, ông bảo chú ơi coi đi nè. Cái này đi lên dốc á. Ông nội đi đi ông nội đi công chuyện rồi, không có ông nội không có ở nhà. Các bà nội nè. Xung quanh đây. Ông nội về đó, ông nội về kìa. Ê, ông nội về, dắt coi ông nội về kìa. Dắt hay. Dắt hay. Ông nội về kìa. Vô chạy đi ôm ông nội, chạy đi ôm ông nội để lên. Ừ chạy đi ôm ông nội. Ừ chạy đi ôm ông nội. Chạy đi ôm ông nội. Chạy đi ôm ông nội đi. Nó khám phá xe ông bầu chú nó nói. Nó nói nó dồn coi cái xe nó có bị cái vấn đề gì không. Không. Rồi ôi coi kìa, coi kìa. Nó kiểm tra xe. Nó kiểm tra. Có đâu? Nó kiểm tra. Trời ơi, tội nghiệp ông nội đi làm tới ông nội cái tay bị gì ông papa un hả? Papa un ha. Nè. Sì, papà, non so. No, mi devo dire. Ah, già, ho. Papà, papà. Aia. Aia. Ông nhà chồng mình nói hả? Ông nhà chồng mình nói hả? Cái ông phụ ông nhà chồng mình đi cắt cây, ông già đó 90 tuổi mà ông già còn mạnh, ông già còn đi phụ ông. Ông về chồng mình đi cắt cây chút xíu, ổng tới ông về chồng mình chỉ cho mình coi cái ông này nè. Ông này 90 tuổi rồi cả nhà. Phụ ba chồng mình đi cắt cây đi trồng cây này kia nọ. Ông già 90 tuổi mà nhìn ông già mạnh ghê luôn cả nhà. Ông mạnh cùi cùi luôn á. Cho nên hồi nãy giờ ông già chồng mình nói hả, với chồng mình nó tò mò nó chờ coi ông già nó tới xong rồi chút xíu mới đi về. Trời ơi, ổng 90 tuổi mà ổng còn đi làm việc nè ông cả nhà ơi. Quá trời quá đất. Quá trời mạnh luôn rồi. Ông già chồng mình có bảy mấy tuổi thôi nè. Mà ông già chồng mình ta 80. 80 mấy rồi? Vũ? 80, 81 gì á. Vũ? Nè. Vũ? Có. Rồi hỏi ba coi. Hỏi nhẹ nhẹ đó. Hỏi nhỏ nhỏ đẹ. Hỏi đẹ. Trời ơi, 90 tuổi mà nhìn ổng trẻ vậy không? Nè. Nhưng con chắc. Ôi chiếc xe. Ôi John ơi, thúi rồi John. Cái xe nó bự. Nhìn nó trẻ. Mạnh ghê, nhìn nó trẻ muốn trẻ hơn. Hơn ông trời chồng mình luôn á. Nói thúi gì. Ông nhà chồng mình lấy tiền trả. Trả tiền. Ông nhà chồng mình trả tiền mặt cái nha. Cái này á, chắc là ông nhà chồng bữa nay chắc là cái này á, chắc đi trồng cây hay là đi bứng cây cũng gì nè. Gừng á, ở đây trồng gừng á, trồng cây á cả nhà. Là 30-40 năm mới được cắt một lần á. Mình trồng xong mình để đó vậy tới chừng nào nó lớn rồi xong rồi đi cắt xong rồi bắt đầu mình trồng tiếp lại. Thì cứ bỏ vậy đó, không có chăm, không có bón vậy đâu cả nhà. Cây ở đây á, chuyên về gừng cây là nhiều á. Mình đi về, mình bye bye ông nội bà nội. Nej, jag har vunnit nu. Hej då, bye bye.
Giờ này á 6 giờ luôn rồi. Từ 4 giờ á, từ 4 giờ mười mấy mà đi tới 6 giờ luôn rồi. Chồng mình phải ghé vô thăm giờ bé mới chịu về nhà ông bà cô chú ơi. Con không chịu đi nhưng mà ba muốn đi. Ngày nào á đòi đi, ba hỏi đi nhà đi. Ba mẹ nó cũng mẹ đi nói đi. Nè, mẹ nói đi, ba nói mẹ nói. Mình đi vô đi trong đó coi có cháy có cháy chay ghi không, mua chay ghi về nhà ăn nha. Bữa giờ qua chưa có thấy chay ghi. Chay ghi hôm qua tụi chế nói ở Unsan quá trời mà trên đây mình không thấy đâu hết á. Wow, cây ớt nè cả nhà ơi, cây ớt nè, cây ớt có trái sẵn nè cả nhà. Wow, ớt nè. Ớt nè, ớt nè, ớt kiển hay gì vậy trời. Ớt này ăn được không trời? Wow, ớt nè, ớt đẹp quá. Cái này cay không ta? Ớt này ăn được không ta? Cay không ta? Cái gì trời? Trái quá trời luôn cả nhà. Bị ớt gì nữa. Mình đi vô trong đó coi có cái gì không. Mua được nhiêu đây nè, ông bà cô chú ơi. Đi đã ghé vợ bé là không thể nào cũng không mua được. Không, về tới nhà rồi ông bà cô chú ơi. Rồi video quay quay ha, cũng đi ông bà và chồng hết một buổi. Xong về tới nhà bây giờ tối rồi cả nhà ơi. Video mình sẽ quay nãy giờ cũng dài, mình sẽ kết thúc ở đây. Hẹn cả nhà vào clip sau. Cả nhà có yêu thương Ngọc Hó Family Cuộc Sống Thị Điển thì cả nhà hãy đăng ký và chia sẻ và like nha. Cảm ơn ông bà cô chú. Nè, bye bye ông bà cô chú, video mình sẽ kết thúc ở đây. Hẹn ông bà cô chú vào clip sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye nè. Bye bye.